Rồi xin chào mọi người hôm nay mình anh sẽ hướng dẫn cho anh em cách cài đặt code block để anh em mình dùng IDE để anh em mình thực hành code C nha đấy thì đầu tiên thì anh em mình sẽ lên trên mạng search cho anh cái download code block nó dễ thôi đấy thì trong này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cho anh ở đây này có một cái là code block .org một chút đây thế thì mọi người sẽ thấy ở đây ta có cái link có lúc cho org và đặc biệt là có một link binary ở đây này thế anh em mình chọn một trong hai cái cái thứ sau hoặc cái trước thế thì với cái thứ cái thứ hai ấy, binary thì mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ đi tặng đến cái phần đáp tốt luôn Nên chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều nền tảng hỗ trợ, có thể là từ Windows, có thể là Linux, có thể là Mac OS. Đấy. và ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều phiên bản khác nhau Đấy. còn nếu anh em mình click vào phần download ở phần cốc block ấy thì chúng ta sẽ tìm đến cái bản uh, download the binary release Đấy chưa chúng ta click vào đây thì nó cũng sẽ ra cái trang vừa nãy thôi đó thì nó cũng sẽ ra một loạt các các block của anh em mình cài đặt Thì quay ra cái bản uh, binary, binary release này thì anh em mình làm thế nào để mình biết được cái bản nào là bản phù hợp với chúng ta thì mọi người nhìn là, thứ nhất thì mọi người sẽ phải xác định xem là uh, hệ điều hành của mình là 32 bit hay 64 bit mọi người sẽ nhìn ở đây có các bạn là 32 uh, yeah. uh, và những bạn ở trên bản ở trên chính là bạn 64 không ghi gì cả để 64 thứ hai là anh em mình sẽ bản sẽ là bản setup hay là không setup mà cũng là portable thế chúng ta sẽ tìm thứ hai là chúng ta sẽ tìm những bản nào có chữ setup cho anh nhé yeah. setup và thứ ba là chúng ta phải có bộ compiler mình ví giúp ở đây À, thế thì ba cái đấy thì mọi người để ý với các bạn nếu mà máy máy tính anh em mình là bản 64 bit thì anh em mình down cho anh cái này. Mình về setup được chưa? Còn nếu máy của chúng ta là 32 bit thì anh em mình sẽ cận đa cho anh cái thằng này. Mình về 32 bit setup một trong hai cái tùy theo máy của chúng ta là 32 bit hay 64 bit. Thế để cho anh em mình biết là máy của chúng ta là 3 32 hay 64 bit ấy thì mọi người sẽ vào cái uh, this PC, mọi người chuột phải vào cho mọi người chọn properties. Yeah. Yeah, của anh nó quy 10, nó là 64 chắc rồi thế vì đây nó là system type. Thấy không? 64 bit operating system hệ điều hành 64 bit. Thế thì anh thế với anh ấy thì anh sẽ phải đào cái bản ở trên, không không có gì cả. Không ghi gì cả thì nó là 64 bit mà định là 64 bit đây là hai link uh, em thích ra link nào được một trong hai em thấy link nào đau nhanh hơn thì em đau chỉ cần một trong hai là được à, chẳng hạn anh dùng sục sục force, uh, net chẳng hạn rồi anh em mình nhớ là anh em mình nếu mà cài bản 32 bit thì mọi người sẽ đau một, một, trong hai link dưới này nhé thế thì uh, từ quy 10 đổ lên là sáu tư hết rồi Nên anh em mình nếu anh em mình đang sử dụng quy 10 quy 11 thì anh em mình cứ bấm thẳng cho anh vào cái thằng ở trên này là được còn với các win ở dưới win 7 chẳng hạn xp thì chúng ta phải xem xem là hệ điều hành của chúng ta là hệ điều hành gì Đó. sau khi click vào thì nó hiện ra phần download thì chúng ta sẽ chờ download xong thì mình sẽ cài đặt thông cảm là mạng anh nó hơi si đà một tí mọi người sẽ chờ tầm sau khi cài xong nhé Đúng rồi anh em mình đã xong rồi anh em mình sẽ mở cái folder chứa cái phần chúng ta download đấy ở đây anh có hai bản một bản anh đã download từ trước rồi Đấy, thì chúng ta sẽ chọn cái bản chúng ta vừa download về anh em click vào Nó sẽ chạy cái phần cài đặt next này Agree này. này anh em mình có thể mặc định cho anh ở đây thì đường dẫn để mọi người cũng nên để mặc định chúng ta chỉ cần cài đặt thôi Rồi, oh, nó hỏi là mình chúng ta có muốn chạy thử cục lốc hay không? Yes. Thường thường thì lúc mấy lần đầu tiên chạy thì cục lốc thì nó sẽ nó sẽ hơi chậm một tí. Để lần đầu tiên nó cài đặt nó sẽ phải thiết lập một vài thứ. Thế thì ở đây thì chúng ta vào giao diện cục lốc chúng ta sẽ thử xem mà chúng ta đã cốt được chưa. Để chúng ta sẽ chọn cho anh ở trên này có đó, new file này, empty MP, file này. Chúng ta lưu thằng file này lại, Ctrl S lưu vào một đâu đấy. Đây chẳng hạn đánh lưu vào màn hình, một cái thư mục test nào đó. Ở đây, save lại. Rồi, ở đây thì tí nữa anh sẽ gửi cho anh em code để anh em mình viết thử. Rồi, để anh em mình Ở đây là cái cốt cơ bản nhất để chạy. Thế ở đây chúng ta sẽ có ba nút Lúc yeah. này là nút xây, lúc này là nút chạy, lúc này là nút xây xong rồi chạy Giống yeah. như kiểu chúng ta lưu, rồi chúng ta chạy, rồi chúng ta vừa lưu vừa chạy Thế thì trong máy tính nhận được cái thông cốt này chúng ta phải lưu vào cái đã yeah. Bấm cái nút ở đây này, yeah. hoặc là bấm nút này để nó chạy luôn này à, Tuy nhiên ấy, ở đây ấy, máy này tạm máy này thời ấy, nó đang chưa nhận bộ compiler Đây là do do thường thường là do tao đào sai bản đúng ra sao đúng bạn thì, thì sẽ không bị như này yeah. thì lúc đấy chúng ta sẽ làm thế nào anh em mình sẽ đầu tiên là vào trên phần setting trên này anh mình setting này anh em mình chọn thành uh, compiler cho anh này đấy đây chính là phần setting compiler anh em mình chọn cho anh cái tool trên executables ở đây đấy thì hiện giờ nó đang tìm ở trong phần uh, OC program file code block mình phải đúc yeah. chúng ta phải tìm được xem đúng thay không có đã để anh em mình vào ổ C vào cái phần chúng ta vừa cài đặt program file có block mình vừa binary select folder yeah, ok đấy thì lúc này mọi người sẽ thấy là chúng ta bắt đầu chạy được chương trình yeah, mọi người thấy cái cái này nó chỉ đơn giản là print in ra dòng chữ hello world đây chúng ta đã in ra chữ hello world à, chúng ta đã hoàn thành thế thì cái lỗi lỗi này thì gặp khá khá khi mà chúng ta cài đặt này. thì đôi khi là do anh cài cái phiên bản cũ trước ấy thì nó nó mặc định nó lưu ở một vị trí khác nên là lúc mà chúng ta chạy cái phiên bản mới này nó không tìm được cái vị trí này nó vẫn lưu cái đường dẫn cũ nhưng mà lại cài đặt ở một vị trí mới nó không tìm được thì anh em mình sẽ sẽ tìm bằng cách là chúng ta mở ở cái dấu ba chấm ở phần tool trên executables nhé rồi chúng ta tìm đến đúng cái vị trí chúng ta cài đặt Là ổ C, à, program file, code block, mingw64 và binary ở đây bin ở đây anh em mình chọn cho anh chữ select folder à, nó sẽ tìm được cái vị trí đấy đấy luôn yeah. à, anh em mình có thể mở file này ra thì mọi người sẽ thấy à, thực ra thì nó trong binary này thì thực ra đây là các bộ compiler Trình biên dịch của nó thì nó phải có trình biên dịch để nó dịch cái ngôn ngữ này ra ngôn ngữ máy thì nó mới chạy được đấy. bình thường mà chúng ta chạy mà nó không hiển thị lên là chúng ta chạy nó hiển, hiển thị ra cái dòng chữ là nó không tìm được cái cái compiler ấy là do bản thân là chúng ta để đứng dẫn bị sai không tìm được cái đấy thì bây giờ để, để, để tìm được chúng ta chỉ cần điều hướng lại đúng vị trí thôi là được Ok hi vọng là anh em qua video này có thể chạy thử và làm quen dần dần với, với cục block À, đợi con này thì anh sẽ copy gửi lên dưới link dưới của video nhé.